Hello và xin chào các bạn đã đến với Gấu To, mình là Gấu đây. Thì hôm nay Gấu sẽ dẫn các bạn đến ăn một cái quán rất là đặc biệt. Và mình có đi chung với lại mấy bạn bên S Channel. Hôm nay Gấu sẽ đi đến quán đó chính là quán ăn của em gái Trấn Thành. Nhưng mà sao Gấu thấy là có nhiều bạn ở trên mạng nói đây là quán của Trấn Thành luôn. Thì bây giờ chúng ta không quan tâm đến quán của ai nữa, quan trọng là đồ ăn có ngon hay không. Bây giờ đi theo Gấu nha, đi đó. Ok, và bây giờ là mình đang ở trong quán Ama Kitchen. Cái mục đích mà Gấu đến đây là cũng muốn review về món ăn ở đây, xem coi nó có ngon hay không. Ok, và bây giờ mình sẽ gọi món. Chị ơi. Giờ này mình chưa ăn cơm nên mình sẽ kêu một phần cơm. Cơm là cái thứ mà chúng ta không thể nào mà không kêu được trong một bữa ăn trưa hoặc là bữa ăn chiều này loại vậy đó. Mình sẽ kêu thử một phần cơm. Tại Gấu là một người rất là thích ăn cơm các bạn. Xíu mại trứng tôm. Hay mọi người có gọi cái Ama Tam Bảo không? Có, Ama Tam Bảo. Anh gọi cơm gà Ama. Quán ở đây trang trí rất là đẹp luôn. Và cái kiểu trang trí này cảm giác như là nó có hơi hướng hơi Nhật Bản một xíu các bạn. Quán này là quán bán kiểu đồ ăn Tàu, ăn Hồng Kông, đồ ăn của Trung Quốc. Nhưng mà có điều là cái cách trang trí các bạn bước vô thì các bạn sẽ thấy là nó có hơi hướng vậy đó, nó Nhật Bản một xíu. Thì bạn bên giờ anh mình là Châu Giang, Cụi và Thư đang ngồi ở bên để chuẩn bị làm clip review cho S Channel. Còn đây là clip của mình và mình sẽ ăn một bàn ý. Khi mà bước vào quán này, điều đầu tiên làm Gấu choáng ngợp đó chính là không gian ở đây rất là đẹp. Thấy được cái độ sang trọng, thấy nhân viên tư vấn rồi phục vụ rất là chu đáo khi mà mới vừa bước vào đây luôn. Các bạn biết không, bàn ghế ở đây được trang trí rất là cổ luôn. Những cái bàn nó rất là hồi xưa các bạn coi trong phim Hồng Kông như thế nào là sẽ có những cái bàn giống vậy. Từng cái bàn, từng cái ghế và mọi cái decor ở đây đều được chăm chút rất là tỉ mỉ về hình dáng, ánh sáng cũng vậy nữa. Và những cái rèm cửa, bạn thấy cái rèm cửa không? Đó. Nhìn cái rèm cửa rất là châu Á, rất là Hồng Kông. Mấy cái lồng đèn cũng vậy, nó che chút các thứ. Đây là những món ăn Gấu cực kỳ thích luôn. Gấu rất là thích xíu mại và hát cảo. Hát cảo và xíu mại. Đây, bản thân mình là một người rất là mê dim sum. Và thường là đến cái quán nào mà có dim sum, có hát cảo, có xíu mại thì Gấu đều luôn kêu. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nó chính là cái khay hát cảo và khay xíu mại này. Giờ thử coi. Cái này là... cái này là xì dầu rồi. Xì dầu. Đây là khay đũa các bạn thấy không? Khay đũa làm rất là như là truyền thống. Chỉ có hai đôi đũa trong này. Chỉ có hai đôi đũa trong cái khay đũa này thôi. Thì để coi là cái món ăn ở đây như thế nào. Rất là thơm luôn. Thấy không? Rất là thơm. Đây là cục hát cảo tôm. Đặc biệt mình thấy á, những cái hát cảo mà bán ở ngoài á, khi mà các bạn gấp vô vậy nè thì các bạn sẽ bị bể ra do cái phần vỏ hát cảo nó làm chưa tới, nó bị bở á. Còn cái hát cảo này lúc mà Gấu gấp vô nè, đó, mình sẽ lên trọn vẹn được một cái cục hát cảo như vậy luôn. Ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Phần da hát cảo làm rất là ngon các bạn. Phần da nó hơi dai dai, nó không bị quá mềm mà không kiểu bị quá dai, nó hơi dai dai thôi. Và khi ăn vô mình sẽ rất là thích. Và phần da được nêm á, mình không cần chấm cái này luôn, phần da vẫn có vị mặn. Bởi vì khi hấp hát cảo á, thì cái nước thịt của hát cảo nó sẽ ngấm lên da, nó ngấm lên da hát cảo và nó làm cho hát cảo ngon. Thì cái phần da hát cảo này rất là ngon. Tiếp đến là khi chúng ta lấy một miếng như thế này. Đấy. Mình cắn vô phần da đầu tiên đúng không? Thì đó, kế tiếp chính là cái vị thơm của cái mùi tôm trong cái hát cảo tôm này.
không phải là dạng tôm bột xoay ra đâu mà là cái cục tôm luôn. Là gấu sẽ mở ra cho các bạn thấy một cục tôm đó, hạt cạo tôm là như thế này đây đó, có hẳn hoi con tôm trong này luôn. Mình thử ăn thử con tôm không. Tôm rất là ngọt. Nói chung là cái hạt cạo ở đây thì ngon này. Hạt cạo rất là chất lượng và mùi vị đặc biệt lắm. Nó không có giống như là những hạt cạo mà mình ăn thường ăn ở ngoài, những cái diêm sung mà bự bự mình thường ăn ở ngoài, khác hoàn toàn. Ăn vừa ngon, ngọt mà không bị ngán. Vỏ hạt cạo làm vừa phải, không quá dày và cũng không quá mỏng. Nó vừa đủ mọi thứ để thành một cái cục hạt cạo tuyệt vời như vậy. Hát cảo thì ngon rồi, thì mấy món khác như thế nào bây giờ mình sẽ thử tiếp nè. Và món kế tiếp đó sẽ ăn đó chính là món xíu mại tôm trứng. Xíu mại trứng tôm. Xíu mại trứng tôm hay xíu mại tôm trứng. Đây là cục xíu mại trứng tôm của gấu. Trứng tôm có chút xíu trên nè. Rất là ưng trứng tôm luôn. Nhưng mà nó không quan trọng, bởi vì nhiều hay ít, quan trọng là coi cái cục xíu mại trứng tôm này có ngon hay không. Chiếc áo không làm nên thầy tu các bạn. Thật sự là ngon. Mặc dù là mình không có cảm giác được cái trứng tôm trên này, tại vì cái những tôm ít quá đúng không? Nhưng mà có điều là cái phần nhân bên trong và phần vỏ bên ngoài cái xíu mại á, nó rất là thơm và ngon. Giống như hạt cảo thôi, vừa đủ, mọi thứ vừa đủ, mọi thứ vừa tới. Và nó tạo nên một viên xíu mại tuyệt vời, giống như viên hạt cảo lúc nãy. Mình không nói quá nhiều về nó, bởi vì nó ngon, thật sự ngon là... Mấy bạn Eternal, mấy bạn Bird Eternal đang ngồi sau lưng gấu. Đó, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Vô tình gặp nhau thôi. Xịn hơn mình nhiều, kêu tầm 700 ngàn. Mình kêu một mình kêu có 500 ngàn thôi. Mấy bạn ăn tới 700 ngàn là mấy bạn 3 người. Hồi nãy giờ cái mà gấu thích nhất với hạt cạo và xíu mại đó là những cái viên hạt cạo xíu mại nó không bị dính vô khay hoặc là dính vô bất cứ đâu hết trơn á. Ăn rất là thích nha. Tại vì gấu ghét nhất là khi mà ăn xíu mại mà gắp một viên xíu mại hay gắp một viên hạt cạo lên đó là nó bị kiểu là nó dính nhau, nó bị gách da rồi lòi nhân. Khi mà ăn cục xíu mại vô á thì các bạn sẽ cảm thấy được là cái con tôm trong cái viên xíu mại á nó đàn hồi và nhảy cái tưng 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 trong cái miệng, các bạn ăn rất là thích, cảm giác là đã. Ok, và chúng ta sẽ ăn đến món kế tiếp, và món này thì có một cái tên của quán luôn, đó là cơm gà A Mà. Bây giờ mình sẽ ăn thử thôi. Tất cả các phần ăn ở đây á đều được trang trí rất là đẹp và rất là tỉ mỉ. Từng cái vật dụng mà được đặt trên một cái khay bằng gỗ như thế này nè, từ cái chén nước chấm, khay đựng gà và hai chén canh và chén cơm đều được sắp xếp, nói chung là nhìn rất là thích mắt luôn, vì cảm giác nó sang trọng và nó xịn á. Một phần ăn như vậy thì chúng ta sẽ gồm có một chén cơm. Cơm này là cơm có mùi gừng nữa. Cơm này là cơm rang hay là cơm nấu ta? Mình phải thử. Cơm này là cơm nấu, hình như là nấu chung với lại nước luộc gà. Cái vị ngọt của cái nước luộc gà, cái vị ngọt của gà và có thêm mùi gừng. Ngọt không phải là kiểu ngọt của đường đâu, mà là ngọt của cái nước thịt gà khi mà nấu chung với cơm này. Tôi nghĩ là họ luộc gà xong và họ dùng cái nước luộc gà đó họ nấu thành cơm, hoặc là họ làm kiểu gì đó. Ăn rất là ngon. Và thêm nữa là có cái mùi gừng làm cho mình ăn cảm thấy hơi ấm ấm cái miệng và thơm hơn, ngọt hơn, đã hơn. Và chúng ta sẽ ăn chung với gà. Đây là miếng gà này. Miếng gà, nó nói về miếng gà ở đây. Các bạn thấy miếng gà không?
màu của miếng gà nhìn rất là ngon và rất là hấp dẫn, kiểu nó không có bị mà khô hoặc là nó không có bị tái đen á. Màu vàng nhìn rất là tự nhiên và thịt gà nhìn tươi rói, mọng nước luôn. À, cái điều mà mình thích đó là chính là cái phần da và phần thịt của những cái miếng gà ở đây nó rất đồng đều nhau, nó không có bị chỗ có da, chỗ có thịt hay là chỗ có thịt, chỗ có da, nó đồng đều nhau cả 1, 2, 3, 4, 5, 6 miếng đều như vậy. Và nhìn gà này thì đã thấy chất lượng rồi. Giờ mình sẽ thử nha. Và cái khay cơm thì mình có thể cầm lên ăn kiểu này. Thịt gà không bị dai và không bị khô, ăn rất là ngon và cái vị ngọt của gà rất là thanh mà ăn sướng lắm, nên là ăn kèm với cơm. Cái gạo này nó dẻo mà khi mà mình ăn vô á, trơn tuột trong miệng của mình. Thử miếng gà. Phần da gà nó không bị quá mềm, nó hơi dai dai một xíu cùng với cái phần thịt và cái nước luộc cái da gà này, nó làm cho cái miếng gà mình hơi mặn 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 và mùi vị rất là đặc biệt luôn. Khi mà ăn thì á, cái phần thịt và phần da gà là nó đang tan trong miệng của mình vậy đó, và ăn rất là ngon. Khi mà chúng ta ăn chung với cái cơm này, cái hương vị nó nồng lên mũi chúng ta và chúng ta sẽ cảm thấy được cái vị ngon của miếng thịt gà khi ăn chung với cơm. Kèm theo là decor nè, các bạn thấy không, có cả con bướm nè. Không cần chấm nước chấm, không cần chan nước sốt, vẫn mặn và ngon. Nếu mà có nước sốt vô thì nó sẽ càng đậm đà hơn, nhưng mà với gấu thì như vậy là quá đủ rồi. Cái mà gấu không thích với cái miếng thịt gà này đó chính là phần mỡ dưới lớp da. Phần mỡ dưới lớp da nó khá là dày, mỗi người mỗi khác. Gấu thì gấu không thích mà gà mà có mỡ ở dưới cái lớp da đó nhiều quá, điều đó làm gấu không thích thôi. Chứ còn hương vị, mùi vị thịt gà thì ok, mọi thứ đều hoàn hảo và rất là đáng để thưởng thức ở đây. Ok, và thực sự là món ăn ở quán Ama Chicken khá là ngon. Những cái quán ăn mà khi các bạn cảm thấy không thấy nhiều á, thì là họ đã cân đo đong đếm để vừa phải cho một người ăn hoặc là cho hai ba người ăn rồi. Các bạn chỉ cần ăn nhiêu đó vô thì các bạn sẽ cảm thấy rất là, thật sự rất là đáng tiền để đến Ama Kitchen ăn một lần. Các bạn biết không, cảm giác của mình khi bước vào đây, từ việc phục vụ cho đến decor của quán là đã khiến mình kích thích phải ngồi vào bàn và ăn hết cái thực đơn này. Nhưng mà tiếc là bữa nay mình không đem nhiều tiền. Thì đó, gấu đã kêu là một phần cơm gà Ama, một phần xíu mại, một phần hát cảo, rất là xịn luôn. Từ cơm cho đến thịt gà đều được chăm chút rất tỉ mỉ, đến cả chén canh nè, rất là ngọt, thanh và ngon. Thật sự, nếu mà cho thang điểm cho Ama Kitchen thì gấu sẽ cho thang điểm là 8 điểm. Còn 2 điểm còn lại thì nó là những yếu tố khác do các bạn quyết định thêm và sẽ tăng điểm lên cho cái quán Ama này. Ok, và clip cũng đã hết rồi. Thôi clip 2 ngày like, share và subscribe cho Gấu To. Và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại. Và các bạn nên đến đây thử ăn một lần đi, ngon thật sự luôn đó.